Xin thông báo, đây là một chuyến đi không laptop, không deadline, chỉ có cười và rất cười. Tả cha hảo, xin chào mọi người, lại là mình Hà Kiara đây. Mình đặt chân đến Đài Loan một cách cực kỳ ngẫu hứng. Một ngày nọ khi đang livestream trên IG, người chị rủ mình là em Hà ơi, qua Đài chơi đi. Lại trùng dịp Đài Loan vừa mở cửa miễn cách ly nên mình cũng suy nghĩ mãi. Mấy hôm sau do stress điên đầu và bất lực quá, một người anh nhắn mình là thôi, cố gắng chạy xong hết deadline rồi book vé đi chơi một chuyến cho khuây khỏa. Mình thấy ủa, cũng hợp lý mà nhở. Và thế là hành trình một mình một tuần bay đến Đài Loan của mình chính thức bắt đầu. Dọc từ Nam lên Bắc, mình ghé thăm tất thảy ba thành phố là Cao Hùng, Đài Trung và Đài Bắc. Ở giữa các nơi thì mình di chuyển bằng tàu cao tốc mất 1 đến 2 tiếng thôi, nhanh gọn sạch. Chuyến này vì để tận hưởng trọn vẹn thì mình cũng không có chủ đích quay vlog cho lắm, nên các thước phim thường rất là vụn vặt. Mong là mọi người vẫn sẽ thích và đồng hành cùng mình đến tận cuối video nhé. Với mình, Cao Hùng đẹp như một giấc mơ. Mình mê đắm cái nhịp sống chậm chậm, con người dịu dàng nơi thành phố được bao bọc bởi núi xanh và biển rộng này. Thực sự thì không khó để bắt gặp những nét cổ kính đậm chất Trung Hoa xen lẫn với vẻ hiện đại phồn vinh của phố thị. Ở bên Đài, xe điện xe máy tràn lan lắm, mà nhìn khó phân biệt lắm nha vì họ không coi trọng xe đẹp. Có dịp đến Đài Loan thì mọi người cũng đừng bỏ lỡ các bảo tàng nhé, vì nó thực sự là một thế giới mới luôn ý, rất đầu tư vào hành tráng nha. Và có thể bạn không tin, nhưng đây là khung cảnh đường phố Đài Loan im lìm lúc 9 giờ sáng. Cảm giác mọi người sống cứ chiều chiêu, khách sạn cũng phải 3 giờ chiều mới cho nhận phòng á. Và người đi học đi làm cũng 9 giờ sáng mới vào việc. Cũng đã lâu kể từ ngày mình không được ăn món khoái khẩu là sủi cảo mà ngày 3 bữa tuần 7 hôm mình vẫn mê. Đến Đài Trung thì thành phố buồn hơn mình nghĩ nên phần lớn thời gian mình di chuyển ra bên rìa chơi. Nên mọi người chờ mình xíu nha, lên Đài Bắc mình nhất định sẽ chăm quay hơn nhé. Chuyến này đi một mình nên tất cả mọi thứ mình đều phải chuẩn bị tươm tất từ nhà, bao gồm máy bay, đặt phòng cũng như tính toán làm sao để chi tiêu hợp lý. Và vẫn như mọi khi, mình book mọi thứ trên Traveloka cho yên tâm. Trong dịp Valentine từ mùng 8 đến 14 tháng 2 này sẽ có chương trình giảm giá khách sạn lên đến 2 triệu và flash sale lúc 7 giờ tối, nên mọi người nhớ săn sale để được giá hời nhất nha. Đang ngủ tự nhiên chị Nguyệt bảo vậy đi tới rồi. Hello mọi người, bọn mình đã đến kiểu phần rồi đúng không? Ừ, đó. Và mình ngủ không biết gì cả. Ngủ mà cái đầu gục lên gục xuống không qua không gì, ngủ sưng cả mắt tóc. Các bên mấy hôm trước toàn kiểu 30 mấy độ, nóng vãi. Hôm qua mình đã ước một điều ước là ước gì hôm nay trời lại thằng nó lạnh thật luôn, mưa luôn mà. Một bên là núi, một bên là biển đó mọi người. Mình đang bảo là cái đường này trông nó giống Sapa các mọi người ạ, nhưng mà Sapa phiên bản có đèn lồng nhá. Phát cục nhìn ngon ha. Trứng chiên cút 3 cái 100 hả? Cho 3 cái hơi nhiều. Bố yêu ý cơ hảo. Ngon á. Bên ngoài kiểu nó trứng giòn nhá. Ngon. You set my world on fire.
thật nè. Đâu? À, cái trao đồ Bùi Ngọc Hà. Mình thích kiểu phần lắm, cảm giác như mỗi bước chân ở đây đều được mình bắt gặp những điều bình yên nhỏ bé, hiền hòa và đáng yêu cực kỳ. Con cháu bị thương. Cái tên cửu phần, chín phần bắt nguồn từ việc trước đây cả ngôi làng chỉ có vỏn vẹn 9 hộ gia đình sinh sống, lại biệt lập giữa núi xa, nên khi ra ngoài mua hàng hóa thức ăn đều phải đem đủ 9 phần về cho cả 9 gia đình. Thường thì mọi người ghé cửu phần hay tấp nập ở các con phố treo lồng đèn phía ngoài thôi, còn chị em mình dắt tay nhau đi tản bộ vào sâu trong ngôi làng cổ để cảm nhận nhịp sống của người dân. Thực sự rất là dễ chịu và thanh bình mọi người ạ. Trời đất ơi, cái nhà vệ sinh bên này kiểu trông nó cũng đẹp nữa cơ. Xinh quá à. Một thứ là mà bọn mình luôn luôn phải sẵn sàng khi du lịch Đài Loan đó chính là đây, không phải ăn gì mà làm chiếc ô. Với cả là ở đây rất ít thùng rác mọi người ạ. Mình đã cầm cái bình này từ sáng đến giờ mà không thấy thùng rác đâu cả. Nếu các bạn cảm thấy khung cảnh này quen thuộc là bởi vì làng cổ cửu phần chính là cảm hứng cho bối cảnh bộ phim hoạt hình Spirited Away mà có con vô diện đó mọi người ơi. Không biết nói gì. Xin chào tất cả mọi người, đây là Kiara Yu Hứa là. Rồi hôm nay tôi chơi hai show là. Đến cửu phần chắc chắn không thể nào bỏ qua food tour được rồi. Trời mưa thế này là một đĩa đậu phụ thối nóng hổi, vừa ăn vừa thổi, dưới đẫm nước tương, ăn kèm với bắp cải muối và thêm một bát canh cá viên nữa là chuẩn bài luôn. Có lẽ vì bán cho nhiều khách nước ngoài nên đậu phụ ở đây không còn thối như trong ký ức của mình đâu mọi người ạ. Nhưng dù sao thì vẫn rất là ngon nha. Tiếp xúc thì chúng mình sẽ ăn một cái xúc xích nóng. Lúc sáng đến đây đã thấy mùi thơm lan tỏa khắp con phố luôn rồi á. Đây là xúc xích nóng. Ở bên này nói xie xie, người ta sẽ trả lời là bú huê. Kiểu không nói bú huê xì. Nó kiểu lai giữa xúc xích với lạp xưởng Việt Nam ấy, nhưng mà vị ngọt nhiều. Và cuối cùng, để tráng miệng, tụi mình quay lại tiệm chè Ban Sáng và gọi một bát chè khoai dẻo đậu đỏ. Đây là món ăn đặc sản ở Đài Loan nên các bạn đến nhất định phải thử nhé. Đây có lẽ phải là bát chè thứ 3 kể từ hôm mình đến đây rồi. Nói chung thì có rất là nhiều topping bảy sắc cầu vồng, ăn cực kỳ là vui miệng luôn. Sao mình là một cái hàng không biết bán gì mà đông, nhưng mà nhìn đồ kiểu nó bị nếp quá ấy, không muốn ăn. Nấu cái gì thì mấy chiều ạ? Mình đi uống rượu đây. Rượu mơ. Bên đó có con thay đủ nữa hả? Có cho mấy con thay đủ nữa hả? Ngon nhỉ? Buối. Nó không xứng với giá tiền thôi ấy. Quay tháng. Quay tháng. Trân tráng pin. Một quay cây cô. Hey. Thật sự thì mình cũng không thể tin được một ngày toàn ăn là ăn thế này. Người ta thì chê đồ Đài Loan nhiều, nhưng mình lại thấy rất là hợp. Đây là món bánh xe nướng có cả vị mặn và vị ngọt nha. Mình đi mất khóc khâu cái bãi xe của Xoang Xiao Bao này. Chỗ hồi đấy là em gần như là ngày nào cũng uống luôn. Nhận. Nhìn vậy thôi chứ cà lo cao. Ôi, ôi trời ơi. Quá, hơi fail nha bạn ơi. Hồi nãy mình đâm xịn lắm nha mọi người. Mình ghi nhận. Đây là ly trà sữa. Đây là Bùi Ngọc Hà.
siêu cấp topping. Có thạch dừa, chanh leo, chân châu. Nhưng mà chân châu bên này sẽ kiểu hơi bị đường, đường đường đen. Oh, ăn kiểu pizza nhưng mà wow, đúng là Đài Loan chân châu, chân châu luôn. Con tên ngồi ăn áp lực quá mọi người, lấy chị này chị cứ nhìn mình nó chống tay lên xem hai đứa này. Trời ơi. Một điều khá là dở hơi ở bên Đài đó chính là đi bắt xe buýt phải đứng vẫy tay, nếu không là bác tài sẽ chạy tuột mất đấy. Ở sân bay người ta đưa cho mình tổng cộng là 4 kit test, có nghĩa là cách ngày phải test một lần, nhưng mà mình chỉ nhớ được mỗi hôm đầu vì hôm nay đến hôm cuối. Mình mở vali ra mình nhớ là ta-da, mình cần phải test. YouTuber này lạ lắm, đi du lịch nhưng mà quay được mỗi ngày đầu ngày cuối thôi. Hôm nay nắng siêu siêu đẹp, mình đã kịp dậy sớm đạp xe lanh quanh thành phố rồi nên giờ mọi người đi ăn sáng cùng mình nhé. Nguyên vị xiên rau thang bao. Ờ, đều ạ. Sau đó thì mình ghé Muji. Hồi đi học mình mê cái ghế lười này lắm, cứ hôm nào có chuyện buồn là ý rằng thấy mình đang ngồi trầm ngâm trên cái ghế này, cảm giác kiểu nó chữa lành sao sao á mọi người. Có mặt ở một trong những tiệm nghề bò nức tiếng Đài Loan từ năm 1963 luôn. Quán này thì siêu siêu đông người nước ngoài, vì nổi tiếng nên giá cũng đắt hơn hẳn, có nhiều món ăn kèm và đặc biệt là không thể thiếu dưa muối. Một bát nhỏ này mình gọi có giá là 140 tệ nha. Mình thấy vị cũng không quá đặc sắc, chỉ ngang ngửa mấy quán mì bò mà mình ăn ở vỉa hè hôm trước thôi á. Trước khi ra sân bay thì mình có ghé công viên gần đó dạo, mà đi nhiều mệt quá nên chả buồn vlog nữa. Mình rất là vui vì đã có chuyến đi như cá gặp nước này, mọi thứ đều rất suôn sẻ và mình cũng rất là biết ơn vì lại học thêm những điều mới, quen thêm những người bạn mới.